Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm hồn. Sơ xuất hoàn hảo. Ông ngoại tôi là thợ mộc. Trong đợt trường tôi quyên góp cho trẻ em mồ côi, ông phụ giúp việc đóng các thùng gỗ đựng quần áo chuyển đi. Tụi con cảm ơn ông. Nhờ có ông mà chuyến hàng từ thiện này đi sẽ thuận lợi và tốt lành lắm đó ạ. Ôi, cặp kiến của ta đâu rồi? Con có thấy nó không? Con không thấy ạ. Hay là ông quên trong xưởng rồi? Thôi chết rồi. Chắc là khi đóng thùng, ta lỡ để rớt cặp kiến vào bên trong chiếc thùng nào đó rồi con à. Cái kiến đó ông với Tằng Tiện dành dụm lắm mới dám mua để đeo. Vậy mà cuối cùng lại thế này đây. Vài tháng sau. Cảm ơn quý trường đã chuyển cho chúng tôi những phần quà quyên góp rất thiết thực và ý nghĩa. Tôi cũng rất cảm kích các bạn vì cặp kiến các bạn gửi cho tôi lần trước. Vừa trước đó, cái kiến cũ của tôi bị bể và tôi rất tuyệt vọng vì không thay được trồng kiến. Cho hàng hóa khan hiếm ở vùng quê chúng tôi vào thời điểm đó. Tôi không nhìn rõ được và thường xuyên nhức đầu. Thế rồi các thùng quần áo các bạn gửi đến, và khi mở ra, tôi đã thấy cặp kiến. Các bạn ạ, khi tôi thử đeo kiến vào, thiệt may mắn, tôi nhìn mọi vật đều rõ ràng. Như thể nó được làm riêng cho tôi vậy. Xin cảm ơn các bạn vì món quà hết sức đặc biệt này. Ủa? Hình như cặp kiến không nằm trong danh sách những món quà quyên góp được gửi đi mà. Rốt cuộc, ai đã gửi nó đi vậy ta? Hay là ông ấy đã nhầm với những chuyến hàng quyên góp khác nhỉ? Ông ơi, hẳn là đấng tạo hóa đã cậy nhờ ông một việc đặc biệt, theo một cách đặc biệt nhất đó hả? Con tự hào về ông lắm. Có những sự việc chúng ta tưởng như không may xảy ra, nhưng cũng có thể nó được sắp đặt để xảy ra như vậy, sắp đặt một cách có ý nghĩa.